Bạn Sam mới đi siêu thị để mua ít quà để làm sinh nhật cho thằng nhóc. Để quà này là không phải là cho thằng nhóc mà quà cho mấy đứa trong lớp á. Thì bên đây người ta sẽ làm một món quà, một món quà nhỏ nhỏ tặng lại ngược lại cho những người khách, những đứa đứa bé mà tham gia đó, để gọi là gì, cảm ơn đã dự buổi tiệc đó. Thì cái này là cái văn hóa ở bên đây đó. Thì mình chỉ cần nít mà chỉ cần một cái gì đó nó đơn giản, nó nhỏ nhỏ thôi là tụi nó khoái rồi đó. Thì mình sẽ ai mà siêng á thì đi gói quà, còn nếu mà không siêng á thì các bạn có thể mua một cái túi nhỏ nhỏ vậy nè, túi giấy thôi. Mấy này trong Dora mà bán rất là nhiều, rất là gọi là rẻ nữa đó. Thì mua cái này xong các bạn bỏ vô đó, rồi vậy là tặng thôi ha. Còn nữa bỏ vô một cái dòng phát sáng, tụi nhỏ nó thích mấy cái này nè. Một gói quà là sẽ có một cuốn cuốn tập vẽ, một cái dòng phát sáng với lại một cái đóng dấu. Mà cái dòng phát sáng này mình bẻ thì nó sẽ sáng lên đó các bạn, đeo để đi mấy cái festival này nọ đó, nó thì chơi đó. Mà đưa cho nó một cái dòng phát sáng rồi cái con dấu nào cũng được. Cái này là để nối vô. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow! Good job. Cái nít hỏi, cái này cười bánh kem mà chắc để lạnh. Cái này cười bánh đẹp chưa đó, bánh dễ thương chưa. Này hôm nay bạn Kenny đi ăn sinh nhật nè. Không ai đi ăn sinh nhật, hôm nay là sinh nhật bạn Kenny. Xong cái ba mẹ nghỉ làm để dẫn Kenny đi chơi nè. Cái chỗ này nó gọi là Sky Castle nè các bạn. Cái chữ này nè. Không, các bạn thấy nó rộng không? Quá trời luôn, đây một cái khu playground dành cho con nít. Đó, rất là rộng. Ở đây là cái chỗ nhỏ thôi. Bên phía khu vực này nè là dành cho mấy đứa nhỏ nhỏ. Còn khu vực bên kia là mấy đứa lớn hơn, thấy không? Nó leo tuốt ở trên đó, tụi nó chơi ở trong đó kìa. Đó. Để mình đi vô trong trỏng cho các bạn xem ha. Nè, rộng quá trời. Cái chỗ này là người lớn đi còn không hết luôn nha các bạn, chứ đừng nói chi là con nít. Quá trời rộng. Đó. Này chắc phải cỡ bằng một cái trạm xe buýt bên mình luôn á. Ở đây cũng banh quá trời nè. Rồi coi. Giờ leo lên đây cho nó sáng. Đó, ở đây là bắt đầu cao cao lên rồi các bạn. Không, đó, coi như cái đó là mình dưới cái mặt ground floor đi. Vậy đây này giống như lên lầu 1 nè. Đó, các bạn thấy rộng không? Quá. Trời ơi. Trên đây là tầng 2 nhưng mà cũng hết rồi, trên kia còn tầng nhỏ nhỏ trên kia nữa thôi à. Đây là cái mall nè các bạn ha. Cái mall này hôm bữa mình có quay cho các bạn rồi. Mall này nó gọi là Horizon Mall. Nó nằm gần có Siren ở phía Northeast thành phố. Tụi nó chơi nó quăng banh ra nè, rớt mất hết trơn nè. Hôm nay sinh nhật của bạn Kenny, cho nên tụi mình nghỉ xin off một ngày để
coi chừng quất chúng nó đó. Nó đang đứng bên kia kìa, quay ngược lại đi qua đó. Ngày hôm nay tụi mình xin off một ngày để đi chơi với nhóc, dẫn nhóc đi lên đây chơi. Bye bye Kini, bye bye đi, quất chúng nó đó, đừng có quay nữa. Rồi em đi qua luôn đi. Đây là tất cả khung viên của cái khu này. Khu này nó gọi là Sky Castle. Đó, quá trời rộng. À, còn phía bên kia nữa kìa bà coi. Rồi, tọt xuống đây. Đi nữa không? Nữa. Không đi hả? Đó, Kenny đang chơi game nè. Đó, đang. Kenny lùng quá, mẹ bưng Kenny lên chút đi. Không cần Kenny. Con gạt cái cây á, gạt cái cây nè, gạt qua gạt lại. Rồi, Kenny đập đi. Ủa sao đổi hướng vậy? Rồi, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kenny thổi đi, Kenny thổi. Thành lên. Yeah. Rồi, Kenny đi đổi quà nè. Kenny rửa quà nè. Yeah. Rồi Kenny cầm đưa cho cô nha. Kenny cầm đưa cho cô mình rửa quà, được bao nhiêu tiền? Cái đó bao nhiêu? Không biết. Một nồi. Đổi được gì ta? Chắc đổi được mấy cái nhỏ nhỏ dưới đây quá. Yeah. Good job. Đây là Toys R Us, là cái khu mà bán đồ chơi cho con nít đó các bạn. Đó. Cái chữ Toys R Us nó viết như vậy nè. Đó. Này khu bán đồ chơi, rất là nhiều đồ chơi, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi gọi là mọi loại đồ chơi. Thì khu này nó đang sắp sửa mùa hè, nó bán những cái đồ chơi ngoài trời, chơi nước này nọ. Rồi mấy cái đồ xúc cát này nọ, chơi nước mùa hè. Đó. Con này dạ, tụi mình thử đôi giày cho thằng nhóc đang giảm giá. À, bạn Kini lựa được con Baby Shark nè. Ý, đẹp chưa? Dạo này Kini tự nhiên mê Baby Shark lắm. Rồi, ba thử đôi giày cho Kini nha. Mình thử giày rồi mình chơi tiếp. Động linh luôn. Để sao vậy? Từ từ giày đẹp con, giày đẹp. Kinh ơi, từ từ ôi đúng mấy đôi này hả? Từ từ rồi mình sẽ quen. Đâu đúng xuống mẹ coi đẹp quá nè. Đứng xuống. Đẹp xuống. Ơ lộn, đứng xuống đẹp. Đẹp mà. Trời ơi, đẹp dữ ta. Đẹp mà. Nè Kinh đi, đẹp không? Ủa? Không thấy gì hết.